Xin chào mừng quý vị và các bạn đã trở lại với kênh Công giáo Thái Bình. Và hiện giờ thì Hải Đăng đang có mặt tại nhà thờ chính tòa giáo phận Thái Bình. Và hôm nay là ngày 13 tháng 1 năm 2022. Và hôm nay cũng chính là ngày Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ, giám mục giáo phận Thái Bình, ngài ký quyết định thuyên chuyển hơn 40 linh mục trong giáo phận Thái Bình. Mặc dù thời tiết Thái Bình hôm nay thì rất là rét và mưa cũng khá là to. Tuy nhiên các giáo xứ, các giáo họ trong giáo phận Thái Bình, chúng ta trở về với tòa giám mục ở Thái Bình cũng khá là đông. Một số xứ thì tiễn chân các cha về với tòa giám mục, đồng thời cũng đón cha mới về với giáo xứ, giáo họ của mình. Không khí bây giờ thì cũng khá là hồi hộp, mọi người đang chờ đợi để đón được cha về với giáo xứ của mình. Vâng ạ, xin mời quý vị các bạn hãy đón xem và ủng hộ cho kênh Công giáo Thái Bình ạ. Tôi chưa hiểu, tôi đang đón đây. Đây bên này cha nhà mình. Cha đi đâu cha? Thân thượng cha ngay đây. Tôi đã xem mình cho anh xem cha.
đưa hẳn xe mình đây. Không được đâu mình. Ra rồi chú ơi. Cho Phúc bày bàn trà. 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 Người đứng bỏ lại cho các cha đi vậy ạ. Đứng xuống cái bậc này đi. Chỗ này đứng gọn ra để cho... Không có đứng vào cái bậc này đấy. Hôm nay không có ông nào đón tôi đi à? Đứng đây mà chả thấy ông nào đón gì cả. Đứng đây mà không đón. Chả thấy ông nào đón gì, chẳng thế. Chả thấy ông nào đón gì cả. Rồi rồi, tôi cứ vòng vòng hoa kia cái đeo cổ. Giáo sư nào đón cháu Hoan đây, cháu Hoan đây. Đây đây, ở ngoài quan điện rồi chứ. Cháu Hoan đây, cháu Hoan đây. Trưởng rồi. Bán hàng rồi. Ở có nhà đây, có ra đây. Đang cắp quần áo. Đứng đây cắp quần áo, đứng đây chờ cha. Lâu vậy. Đang đứng chờ. Chết chờ rồi. Ông thì nếu mà ra thì tôi phải đi trước. Đi à? Thì vậy thì ông cầm ô nhá. Cầm ô đi nhá. Ra phải chứ nào đây. Cha đây rồi ạ. Cha có địa chỉ đâu? Bạch Long đâu? Bạch Long đâu? Đây cha Hiếu đây. Biết rồi. Đấy, cô dâu của chúng ta đây rồi. Đây, mời cha. Chúc lành nhất rồi. Mở được rồi. Mở được rồi. Bác Xuân đang chuẩn bị xe đấy nhá. Anh nhớ tránh thế mà vẫn. Không phải. Chọc vào mắt. Chẳng nghe rõ anh à. Có con nào đang có đang mua kia rồi. Dạ vâng, đây con ra thêm bóng đây. Lâu lâu mới đùa mà đây là sao thế? Mới tối nay. Anh công an đi dạy ở đây nhé.